trở nên biết mình tìm kiếm khuôn mặt nguyên thủy khuôn mặt nguyên thủy chính là bản thể của chúng ta đó từ cá tính personality phải được hiểu nó bắt nguồn từ chữ persona persona nghĩa là mặt nạ trong vở kịch hy lạp cổ đại các diễn viên thường đeo mặt nạ những mặt nạ đó được gọi là persona có âm thanh phát ra từ mặt nạ này sona nghĩa là âm thanh mặt nạ được được biểu hiện cho khán giả đằng sau mặt nạ âm thanh lan tới từ persona đó đã xuất hiện từ từ personality cá tính tất cả mọi cá tính đều là giả cá tính tốt xấu cá tính của tội nhân và của thánh nhân tất cả đều giả bạn có thể đeo mặt nạ đẹp hay mặt nạ xấu điều đó chẳng tạo ra khác biệt gì cái thực là điều bản chất của bạn cá tính cũng là phần cần thiết cho sự trưởng thành điều đó cũng giống giống như nếu bạn bắt cá trong biển rồi ném nó lên bờ con cá nhảy lại biển bây giờ lần đầu tiên nó sẽ biết rằng nó bao giờ cũng sống trong biển lần đầu tiên nó sẽ biết rằng biển là cuộc sống của mình mãi cho tới nay trước khi nó bị bắt và bị ném lên bờ biển nó có thể chưa từng nghĩ về biển chút nào nó có thể đã hoàn toàn quên lãng biển để biết cái gì đó trước hết bạn phải làm mất nó để nhận diện về thiên đường trước hết bạn phải làm mất nó chừng nào nó còn chưa bị mất và được thu lại bạn sẽ không hiểu cái đẹp của nó Adam và Eva phải mất vườn địa đàng đó là một phần trưởng thành tự nhiên duy nhất Adam rời bỏ khu vườn đẹp của Thượng Đế mới có thể trở thành Chris một ngày nào đó anh ta có thể quay lại Adam rời bỏ địa đàng cũng giống như cá bị bắt và ném lên bờ biển Jesus là cá nhảy trở lại trong biển. Chẳng hạn, người nguyên thủy có cái gì đó chung với đứa trẻ rất nhỏ. Họ đều đẹp tự nhiên, tự phát, nhưng hoàn toàn vô nhận biết về họ là gì. Họ không có nhận biết nào cả. Họ sống vui vẻ, nhưng vui vẻ của họ là vô ý thức. Trước hết, họ phải làm mất nó đi. Họ phải trở nên văn minh, có giáo dục, thông thái. Họ phải trở thành nền văn hóa, văn minh, thành tôn giáo. Họ phải làm mất tất cả mọi tự phát của mình. Họ phải quên đi tất cả về bản chất của họ và thế rồi bỗng nhiên một ngày nào đó họ bắt đầu mất nó điều đó nhất định xảy ra điều đó đang xảy ra trên khắp thế giới và nó đang xảy ra theo phạm vi lớn bởi vì đây là lần đầu tiên mà nhân loại đã thực sự trở nên văn minh đất nước càng văn minh cảm giác vô nghĩa càng nhiều hơn các nước lạc hậu vẫn không có cảm giác đó họ không thể có được để có cảm giác về cái trống rỗng bên trong cái vô nghĩa cái ngớ ngẩn người ta phải trở nên rất văn minh do đó tôi hoàn toàn ủng hộ cho khoa học bởi vì nó giúp cho cá được ném lên bờ biển một khi trên bờ nóng cát nóng cá bắt đầu cảm thấy niềm khao khát nó chưa bao giờ cảm thấy khao khát trước đây lần đầu tiên nó thiếu đại dương xung quanh cái mát mẻ nước cho cuộc sống nó đang chết đó là tình huống của con người văn minh con người có giáo dục người đó đang chết cuộc truy tìm lớn lao được sinh ra người ta muốn biết cái gì thì phải được làm làm sao người ta có thể đi vào trong đại dương của cuộc sống lần nữa